Công ty Tesla Motor của Mỹ vừa trình làng một mẫu xe tải hạng nặng chạy bằng điện mang tên Tesla Semi. Đây được cho là một cuộc cách mạng ngành vận tải khi chiếc xe tải này có khả năng chạy liên tục 800 km chỉ bằng một lần sạc điện. Theo đó, chiếc xe tải Tesla Semi có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 5 giây khi không có hàng hóa. Xe tải chạy điện này còn được sở hữu bộ chuyển động trên cả 4 trục sau của xe, giúp xe kiểm soát phần rơ móc phía sau tốt hơn so với xe tải truyền thống khi phanh gấp. CEO Elon Musk không đưa ra mức giá cụ thể cho chiếc Semi, song cho biết dòng xe tải Tesla Semi sẽ bắt đầu được sản xuất vào năm 2019.